Nhóm của ông 100 lẻ mấy người ở sườn núi. Tại sao ở sườn núi? Hả? 110 mấy? 118 118 người ở sườn núi. Tại sao ở đó? 108 108. Ừ. Tại sao nhóm ở đó? làng nhỏ Một cái làng nhỏ ở sườn núi. bị đốt cháy nguyên làng luôn. À, nó bao vây lại, nó đốt cháy nguyên làng, nên cứ ở đó hoài. Rồi bị kết giới lại không cho ra ngoài. Ừ, bị kết giới lại không cho ra ngoài. Ừ. Ở trong đó nhờ nhờ người mới cứu ra hết. À, đúng rồi. Bây giờ nó nhờ mấy người tổng lãnh đem đến đây cứu ra hết. Bị đốt và bị ở đó luôn. Mà ai đốt? Một cái ông già nào trai nguyên một chỗ người đông lắm À, đổ 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 họ đốt để họ họ lấy hết cái đất của mình đó phải không? Thay vì họ mua cái đất của làng mình, họ không mua, họ đốt, họ giết chết hết rồi họ lấy đất của mình, phải không? họ đuổi chúng tôi đi, chúng tôi không chịu đi. Đúng rồi, thành ra tôi biết mà, tôi cầu nguyện tôi thấy mà, đốt để lấy đất của mình. Đốt cho chết hết thì không ai cạnh tranh thưa kiện rồi nó lấy đất của mình. Rồi chúng tôi phá nên kết giới lại. Khóa lại rồi đốt, làm vòng dây rồi đốt chết ở trong hết, rồi họ lấy đất của mình dễ dàng, khỏi cần mua, khỏi cần thưa kiện, khỏi trả thù. Được rồi, xin tổng lãnh bắt cái ông già đó luôn. Ừ? Mở cái phòng ống rồi. Ếm lại luôn phải không? À, xin tổng lãnh mở cái ấn đó ra, cái ếm bùa đó ra. Thành ra mấy người này bị nhốt ở trong đó không ra quậy phá được, thì nó sợ trả thù, nên tổng lãnh vô hiệu hóa cái bùa đó và cho tất cả 108 linh hồn này được đến đây sám hối siêu thoát. Đi sám hối siêu thoát và bắt cái ông già quỷ đó. Rồi bây giờ tất cả được sám hối siêu thoát. Đã được giải thoát ha. Thì bây giờ bỏ hết tất cả đi để mình đi siêu thoát. Còn xin tổng lãnh bắt cái ông già quỷ đó cho vô luôn. Tinh quang Tên chỉnh Quang. lý Tên Quang. xin quang xử lý dùm. À, xin Quang, tôi đâu phải Quang. Rồi được rồi, xin Chúa xử lý cho ha, công bằng ha. Bây giờ ông già tới chưa? Chưa, tôi cảm ơn vì đã giúp chúng tôi Được. giải thoát ra hết. Ra khỏi bị bùa ếm nó đấy. Nó giết xong rồi nó đốt cho chết hết, nó lấy đất mà nó còn ếm, nó sợ đi trả thù. Thì tổng lãnh đã vô hiệu hóa những cái bùa đó rồi, thì bây giờ mình đi sám hối siêu thoát, không còn bị ở đó nữa. Bị đốt như vậy bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, lâu xa chưa? À vậy hả? Xa xưa cả trăm năm rồi mà vẫn còn ở đó vì nó ếm. Hơn trăm năm luôn. Ừ, cảm ơn Chúa đã cho thấy để mà cho các người được siêu thoát. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Chúa, tôi chỉ làm việc cho Chúa thôi. Chúa là đấng toàn năng, vua muôn vua, vua vũ trụ, nên ma quỷ nó rất là sợ. Cảm ơn Chúa. Ừ. Rồi, ông già tới chưa? Thôi được rồi, cứ đi ra ngoài đi, chừng nào ông già tới tính. Còn nếu không thì xin tổng lãnh bắt ông già ác độc đó quăng xuống quả ngục luôn. Cảm ơn, xin giao việc này lại cho bà.
À, nó hết cho quan rồi hả? Ừ, thôi được rồi, tôi sẽ lo việc này cho. Tất cả đi sám hối siêu thoát đi nha. Dạ, vui vẻ ha. Tha thứ hết những kẻ làm ác cho mình. Vì mình tha thứ thì mình mới được siêu thoát. Còn mình ôm hận, ôm thù là mình sẽ không đi siêu thoát được. Mà mình phải đi quả ngục. Ông là ai? Tôi là người chủ, người ra lệnh đốt. À, người sai đốt cái làng đó phải không? Tại sao ông dám cả gan mà hại 108 người hả? Ông là Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. quỷ sống hả? Tôi xin lỗi vì tham lam che mờ con mắt của mình Rồi cả trăm năm nay đã ông hại người khác. cả trăm năm nay ông ở đâu? Tôi đi đền tội của mình. À, ông ở dưới quả ngục lôi ông lên đây á hả? Ừ, làm ác ở ác là sẽ đi quả ngục, lôi ông lên đây hả, để cho người ta thấy là mình làm ác mình sẽ đi quả ngục như thế nào. Và ông lên đây để ông làm chứng cho thế gian biết rằng có quả ngục, làm ác sẽ đi quả ngục. Tôi biết tôi sai rồi. Xin tha lỗi cho Rồi ai trả mạng lại cho người ta mà xin tha? Hử? tại vì che mờ lý trí của mình nên tôi Lòng làm tham sai làm bậy. à, lòng tham mà giết, dám giết 108 người. Tôi thuê thầy và yếm Ừ, lại. tôi biết rồi, gỡ bùa hết rồi. Sợ người ta trả thù thuê thầy ếm bùa. Nhưng mà ông bị bùa giật chết mà, chứ đâu phải là ông tự bệnh chết đâu, có phải vậy không? Tôi biết mà, tôi cầu nguyện tôi thấy mà. Chơi dao thì có ngày đứt tay. Mà dao của mình nó sẽ cắt mình, chứ không ai cắt mình hết trơn á. Tôi sai rồi, tôi đã đi đền tội của mình rồi. Chưa đủ, ông Tôi phải lên đền đây để làm chứng. cả ngàn năm cũng chưa hết tội của mình Đúng, nữa. ông ở quả ngục là ông còn phước đó, ông còn phải đi sâu hơn quả ngục mà, nơi mà hồn phi phách tán nữa. Tôi đang đền tội của mình ở nơi đó. Tôi đốt người ta làm sao? Giờ tôi xuống dưới tôi bị người ta đốt mình như vậy lại. Ừ, mà đời đời kiếp kiếp bị đốt. Còn người ta bị một lần thôi, ông là đời đời kiếp kiếp bị đốt. Thì mình ở thế gian, mình ăn ở như thế nào, thì mình chết mình sẽ trả lại y như vậy. Không sai một ly. Tôi biết tôi sai rồi. À, mình đặt chuyện Đại nói, sư tôi rồi. à ha, mình đặt chuyện nói láo, sỉ nhục người ta, là mình sẽ bị cắt lưỡi. Y như vậy thôi. Mình dâm dục thì mình sẽ bị trừng phạt theo kiểu dâm dục. Tội nào nó cũng có cái trừng phạt của nó, không có tha một cái tội nào hết. Chỉ cần mình ăn năn sám hối thì mình mới được tha thôi. Còn đợi chết rồi thì không có sám hối được đâu. Thì bây giờ ông phải trả những cái gì ông phải trả. Mà ông đã trả rồi, vì khi ông còn sống, ông bị bùa nó hành, nó giật ông một thời gian đau khổ, nhức nhối mình mẩy, phải không? Tôi bị Đúng, ông bị lở loét, ông bị lở loét da, giống như là con gì mà nó rỉa da rỉa thịt ông đau nhức. Ông cũng đã trả trên thế gian rồi, vì cái bùa nó phản lại ông, nên thịt ông cứ lở loét như là chuột mà nó cắn mỗi ngày, da xé thịt ông, phải không? đúng rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Đúng, ông còn muốn chết nữa mà. Nhưng mà ông đâu có chết được, ông phải trả những nghiệp chướng đó, ác lai thì ác báo. Tôi biết ông bị gì chết nữa mà. Tôi cầu nguyện tôi thấy hết, Chúa cho tôi thấy hết. Hả? Ông bị lở loét da thịt, mỗi ngày lở một chỗ, như là mỗi ngày mà chuột nó xé một chỗ của ông vậy đó. Mà nó ăn rồi đau nhức, đau nhức Bị rồi dòi dòi bò bò, rồi mới đúng. bò ra. Đúng, dòi trong bò ra. Thì ở như thế nào thì coi lại cách ăn ở của mình nó là như vậy đó. Tôi sai rồi, tôi chết rồi, tôi mới biết mình sai.
Vậy sao? Người ta lúc nào cũng vậy chứ. Sống thì làm đầy tội ác, chết rồi thì sai rồi cũng không có tha được đâu. Vì mình phải đền tội ác của mình. Không những đền tội của kiếp mình mà đền tội cho con cháu mình nữa. À, con cháu mình nó đền tội cho mình những cái tội ác của mình luôn hả? À, người ta nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước đó. Mình sống mình ở ác, mình đã đền tội rồi mà con mình nó không phải chịu cái nghiệp đó nữa. Bởi sống phải để đức cho con là vậy, cho cháu là vậy. Còn mình để nghiệp, để tội ác thì tội nghiệp những đứa nhỏ nó không làm gì mà nó vì cái nghiệp chướng của mình mà nó phải trả. Bây Tôi giờ biết tôi sai rồi, tôi xin tôi Chúa không tội tha tội cho con cháu của ông vì nó không biết và nó không làm. Và tất cả những tội ác đó, đó là một cái hồng phúc cho ông. Tất cả các tội ác đó ông chỉ nhận một mình thôi và tha cho con cháu của ông. Vì mình ở ác, con cháu mình sẽ nhận những cái hậu quả mà tội nghiệp nó vô tội. Tôi chỉ xin cho ông được cái đó thôi. Còn ngoài ra, ông phải chịu đời đời kiếp kiếp trong quả ngục, bị rắn rít cắn, bị lở loét, bị đốt, giống như vậy đó. tôi đang chịu hình phạt như vậy mà. Thì mình cứ xét lại cách ăn ở của mình thì xuống dưới quả ngục mình sẽ trả lại một ly một cắt đủ hết, không thiếu một xu về tội. Tôi xin lỗi các người tha lỗi cho tôi. Ổng xin lỗi 108 người đó. Chuyện đã làm rồi, xin lỗi cũng vô ích. May phước là họ còn ếm người ta nữa, không cho người ta siêu thoát, tội đó nặng lắm. May phước là người ta được Chúa cho thấy để cứu họ đem về đây. Chứ không thì đời đời kiếp kiếp họ bị ếm ở trong đó và không bao giờ họ ra được. Cả 100 năm nay rồi họ không ra được. Tội của ông mà tôi không biết làm sao mà nói nữa. Quá ác. Xin Chúa giải tha thứ cho con cháu của ông. Đó là phúc của ông đó. Ông được một cái đó là ông ác gì ác, nhưng ông rất là có hiếu. Nên ông được cái phúc đó và cứu con cháu của ông đó. Có Tôi phải ông có hiếu với mẹ ông lắm không? cảm ơn bà. Ừ? Có phải ông có hiếu phải không? Ông không dám cho ông biết, mẹ ông biết tội ác của ông vì mẹ ông là người đạo đức mà tại sao sanh đứa con quá độc ác như vậy? Mẹ ông mà biết ông như vậy là mẹ ông bà tự tử bà chết liền á vì bà nhục. Có phải vậy không? Mẹ, tại sao cây ngọt mà xanh trái đắng? Tại vì quyền lực khi mà hết À, trí quyền lực rồi. đồng tiền mờ lý trí phải không? Như ông còn phúc là ông có hiếu, nên cái hiếu của ông á nó sẽ vớt lại phần con cháu của ông. Cũng còn một cửa để mà cứu ông đó. Tới giờ tôi đi xuống dưới đền tội nữa rồi. Ừ, tới giờ ông Tôi đi cảm rồi. ơn bà. Chào. Chờ.